Mẹ kế bị sảy thai, Nhạc Đình bị ba ruột tống ra khỏi nhà sống một mình cùng bảo mẫu. Tại đây anh gặp Khương Thư Ly, cô bé hàng xóm ngây thơ, lém lỉnh. Cô chính là ánh mặt trời duy nhất trong những tháng ngày tăm tối của cuộc đời anh. Vì thế, ngay khi biết Khương Thư Ly bị bạn học bạo lực học đường, Nhạc Đình liền bỏ học tại ngôi trường danh tiếng để quay về bảo vệ và trả thù từng kẻ một bắt nạt cô. Hai người bọn họ cứ vậy mà cùng nhau trưởng thành. Khương Thư Ly luôn coi Nhạc Đình là anh trai của cô, nhưng có lẽ cô không biết anh từ lâu đã cất giấu bóng hình cô trong tim. Câu chuyện tình yêu anh chồng nuôi từ bé hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe truyện. Nhạc Đình chuyển đến trường học vào năm Khương Thư Ly lên lớp 5. Hồi đó cô làm lớp trưởng nên được biết trước là sẽ có người mới chuyển đến. Cô giáo đưa cho cô một bản danh sách mới vừa in xong và kêu cô mang đến cho ủy ban kỷ luật. Cái tên đứng cuối cùng trong bản danh sách là tên của người mới chuyển đến. Khương Thư Ly thoáng nhìn qua và hơi kinh ngạc. Có người tên là Nhạc Muội thật à? Cô vui ơi là vui, thầm nghĩ ba mẹ nhà nào có cá tính thế nhỉ? Cái tên này thật thú vị. Ngày đầu tiên Nhạc Đình đến báo danh rồi đi luôn. Cô chả nhìn thấy bóng dáng đâu cả, chỉ thấy mỗi chiếc xe của nhà anh có 4 vòng tròn, là một trong những logo xe ô tô duy nhất mà cô biết. Kết quả vừa về đến nhà thì mẹ Khương nói là kế bên mới có hàng xóm chuyển đến. Mẹ Khương vừa mang dưa hấu sang bên đó tặng xong, nói là bên đó có mỗi Tiểu Nhạc thôi, trông xinh trai lắm, nhưng mỗi tội hơi ít nói. Mẹ Khương là người hướng ngoại, trình xã giao thì đỉnh của chóp luôn, tặng mỗi quả dưa hấu thôi mà hỏi Nhạc Đình ti tỉ chuyện. Tất nhiên là Khương Thư Ly thừa biết Nhạc Đình là học sinh mới chuyển đến lớp cô rồi. Lúc đó cô còn đang mải xem Robot Trái Cây chiếu trên tivi, chẳng nghe rõ gì, không ý thức được việc sắp xảy ra sẽ làm cho cô mất hết mặt mũi, chả dám gặp ai. Ngày đầu tiên đi học, Khương Thư Ly bị nhà trường cử đi tham gia cuộc thi hùng biện trong thành phố, thế nên lỡ luôn việc biết mặt Nhạc Đình. Đợi đến lúc cô về trường thì đã là giờ tan học rồi. Vì hôm nay ba Khương bận, không đến đón cô được, nên để cô tự bắt xe buýt về nhà. Trường cách nhà cô không xa, nhưng đứng chờ xe buýt thì mất thời gian lắm. Khương Thư Ly đứng ở trạm chờ xe buýt. Hình như hôm nay xe đến trễ rồi. Cô cứ nhìn đồng hồ mãi. Cứ thế này thì cô sẽ không kịp xem Robot Trái Cây mất. Không kịp xem hôm nay thì cô phải chờ chương trình chiếu lại vào ngày mai. Đêm nay ruột gan cô cồn cào chết mất. Đúng lúc này thì cô nhìn thấy chiếc xe có 4 cái vòng tròn quen thuộc. Mà cô thì nhạy với mấy con số lắm, biển số xe cũng vậy. Trước khi chiếc xe chuẩn bị rời đi thì Khương Thư Ly vội vàng chạy tới. Nhạc muội, cậu có thể cho tớ đi nhờ xe của nhà cậu được không?" Để tỏ ra thân mật, cô còn cố tình gọi Nhạc Đình là Nhạc muội muội nữa. "Nhạc muội muội ơi, tớ là hàng xóm kế bên nhà cậu, chúng ta còn học chung lớp nữa, tớ tên là Khương Thư Ly, sáng nay phải tham gia cuộc thi hùng biện nên không lên lớp đó." Khương Thư Ly vừa nói xong thì cửa sổ ở hàng ghế sau hạ xuống. Có một cậu nhóc trắng trẻo sạch sẽ đang ngồi trong xe. Đúng là môi đỏ răng trắng thật, đôi mắt đen láy, nhưng mặt lại chả có tí biểu cảm nào, cứ như là muốn đẩy người ta lùi ra vạn dặm ý. "Tớ tên là Nhạc Đình, chữ đình trong mái đình." Khương Thư Ly ngẩn người mất một giây, sau đó mới hiểu ra nói tiếp. "Nhạc Đình, thế em gái cậu đâu, Nhạc muội á?" Anh sững người trong giây lát rồi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Mãi sau này cô mới nhận ra rằng ánh mắt đó đang mắng cô thiểu năng. Anh ra hiệu cho cô lùi lại một chút. Sau khi mở cửa xe, anh lại tiến về phía ghế trong. Khương Thư Ly sợ anh nuốt lời nên vội vàng ngồi lên xe, lại còn chào chú tài xế là "chào chú ạ." Thoạt đầu cô còn tưởng chú tài xế là ba của Nhạc Đình. Khương Thư Ly nhìn khắp xe nhưng chẳng tìm thấy cô bé nào hết. Đang có chút nghi ngờ thì đột nhiên Nhạc Đình lên tiếng. "Mẹ tớ chỉ sinh mỗi tớ thôi." Cô quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy Nhạc Đình giống như một khối băng vậy, hơi thở có chút lạnh lẽo. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, có lẽ chắc là có khả năng cô đã nhìn nhầm tên con nhà người ta rồi. Trên đường về cô cố gắng hết sức tìm chủ đề để bắt chuyện với Nhạc Đình, nhưng anh cứ cứng đơ ra như bức tượng điêu khắc, thỉnh thoảng chỉ ngâm nga ậm ừ vài tiếng. Khương Thư Ly ngồi chắc như đinh đóng cột, sợ anh trả thù cô rồi trực tiếp ném cô xuống xe luôn. Nhạc Đình ngoài việc không thích nói chuyện ra thì tính tình cũng khá tốt đấy. Chiếc xe đột nhiên nghiêng ngả, cả người cô nghiêng sang một bên, mặt chuẩn bị đáp thẳng vào cửa kính. Bỗng số kiếp đã nắm gáy cô kéo lại. À thì là Nhạc Đình đã nắm lấy cổ áo sau lưng cô và kéo cô lại. Cảm ơn Nhạc Đình. Khương Thư Ly hoảng hồn vỗ vỗ ngực. Anh thực sự lạnh lùng quá đi, chỉ một tiếng rồi thôi. Chú tài xế hỏi cô có sao không, cô nói không sao, rồi lại nói chuyện với chú tài xế. Lúc này Nhạc Đình lại lên tiếng. Đừng làm phiền chú tài xế lái xe. Mặc dù nhà cô và nhà Nhạc Đình chỉ cách nhau đúng một vách tường thôi, nhưng kể từ lần xin đi nhờ đó thì hai người bọn họ không gặp nhau nữa. Lúc đầu mẹ Khương còn định bàn bạc với ba Nhạc Đình là để hai người bọn họ cùng nhau về nhà, tức là thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì nhà cô sẽ đến đón hai người bọn họ, còn thứ ba, thứ năm là nhà Nhạc Đình đến đón. Mà sau này mẹ Khương phát hiện ra nhà Nhạc Đình chỉ có mỗi anh thôi, tài xế đưa đi đón về, còn bảo mẫu thì lo việc bếp núc, nên bà ấy bỏ ý nghĩ đó luôn. Nhạc Đình thực sự quá kiệm lời, ngay cả ở trường cũng vậy luôn. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng ấy của anh bất ngờ khiến anh có nhiều người hâm mộ. Nhạc Đình đẹp trai lắm, thực ra cô rất muốn chơi với anh, nhưng anh cứ lạnh lùng nên cô hơi sợ. Khương Thư Ly còn nghĩ là cô và Nhạc Đình sẽ mãi không thân như thế, cho đến khi cô bế em mèo mà cô đã giấu mẹ mua qua nhà Nhạc Đình. Mẹ Khương không cho cô mua mèo, bà ấy nói là cô cả thèm chóng chán lắm, ba và mẹ lại rất bận, nếu mua về thì sẽ không có ai chăm sóc nó cả. Nhưng khi Khương Thư Ly thấy nhà bạn cô mua một bé mèo con, vuốt ve nó vài lần là tim cô tan chảy luôn rồi, cho nên cô đã lấy tiền tiêu vặt rồi giấu mẹ đi mua một em mèo mướp, nuôi nó ở trong phòng của mình. Ban đầu cô chỉ định nhân lúc ba mẹ vắng nhà thì thả em mèo ra ngoài một chút để hít thở không khí thôi. Ai mà ngờ được, nó chạy thẳng ra ngoài rồi lẻn vào nhà Nhạc Đình luôn cơ chứ. Cửa nhà Nhạc Đình lúc đầu còn đang hé mở, bé mướp vừa mới lẻn vào thì cửa đã đóng sầm lại rồi. Khương Thư Ly đứng ngoài cửa mà hét lên. Nhạc Đình, Nhạc Đình, cậu có ở nhà không? Mèo của tớ chạy vào nhà của cậu mất rồi. Không ai trả lời. Rõ ràng vừa rồi cửa còn hé mở mà, sao có thể không có người ở nhà được? Chẳng lẽ Nhạc Đình thấy em mèo của cô đáng yêu quá nên muốn chiếm làm của riêng luôn hả? Cô dí mắt vào mắt thần trên cửa, cố gắng nhìn xem có thấy gì không. Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau cô. Cậu đang làm gì đấy? Khương Thư Ly quính quáng nên lảo đảo cả người. Ngay khi cô chuẩn bị khuỵu xuống thì Nhạc Đình nắm lấy tay cô. Đứng tử tế. Khương Thư Ly vỗ vỗ ngực, lại nghĩ đến em mèo của mình vẫn còn đang nằm trong nhà của Nhạc Đình thì vội vàng nói. Mèo nhà tớ chạy vào nhà cậu rồi. Sau lưng Nhạc Đình đeo một tấm bảng vẽ lớn, trên tay áo còn dính ít màu vẽ. Anh yên lặng nhìn cô, sau đó không nói một lời mà bước tới, mở cửa bằng dấu vân tay, dẫn cô vào nhà tìm mèo. Mèo mướp lì lắm, sau khi tìm khắp nhà thì cô và Nhạc Đình thấy nó ở trên quạt gió điều hòa ngoài ban công. Mèo con sợ quá nên không dám gây ra tiếng động, nhưng vừa nhìn thấy cô thì em nó lại bắt đầu kêu meo meo. Khương Thư Ly vừa vội vừa lo. Nhạc Đình, chúng ta cứu mèo như thế nào bây giờ? Nhạc Đình nắm lấy cổ áo sau lưng cô. Cậu đừng có sẩy chân ngã xuống đấy, tớ đi tìm cái giỏ, lát để mèo trèo vào rồi kéo lên. Đừng dọa nó. Khương Thư Ly gật đầu. Không biết tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy ở Nhạc Đình luôn có một sức mạnh làm cho cô tin tưởng. Không lâu sau Nhạc Đình quay lại, anh cầm theo một cái giỏ, dây buộc thật chắc vào tay cầm rồi từ từ thả cái giỏ xuống. Cái giỏ nhẹ nhàng đáp xuống chỗ quạt gió điều hòa ở ngoài ban công. Chả quan tâm em mèo nghe có hiểu không, cô nằm bò ra bên cạnh Nhạc Đình, ghé xuống nói với mèo con. Mèo con đừng sợ nha, Nhạc Đình đến cứu em đó, không phải người xấu đâu, em mau chui vào giỏ đi, Nhạc Đình là anh hùng từ trên trời giáng xuống. Cậu đừng nói nữa. Nhạc Đình quay đầu lại khẽ nhìn cô, vành tay anh đỏ ửng. Khương Thư Ly hơi ngạc nhiên, hóa ra lạnh lùng như Nhạc Đình mà cũng biết ngượng cơ à. Em mèo ngập ngừng thò một chân vào trong giỏ, như thể nó đã nhận ra được tín hiệu của hai người bọn họ và biết rằng bọn họ đến để giải cứu nó. Sau đó em mèo trèo gọn vào giỏ luôn. Sau khi mèo con hoàn toàn nằm trong giỏ, Nhạc Đình bắt đầu từ từ kéo dây. Mỗi khi tay anh cử động, trái tim cô lại nhảy lên một cái. May là cuối cùng thì em mèo cũng được giải cứu an toàn. Nhạc Đình đặt em mèo vào vòng tay của cô, vẫn là cái điệu bộ lạnh lùng trầm lắng đó. Khương Thư Ly cảm ơn Nhạc Đình, rồi sau đó vui vẻ ôm con mèo và chuẩn bị về nhà. Không biết tại sao, vừa quay đầu lại, cô dường như cảm nhận được sự cô đơn của Nhạc Đình. Nhà anh cũng lớn như nhà cô, nhưng anh lại ở một mình với bảo mẫu. Khương Thư Ly nhìn em mèo trong lòng, lập tức hiểu ra anh chắc là cũng muốn cưng nựng mèo con, cho nên cô ôm lấy em mèo, cười nói. Nhạc Đình, cho cậu vuốt nó đấy, đừng ngại, cứ vuốt thoải mái, tớ hào phóng lắm. Nhạc Đình nhướng mày, lông mi thật dài, giống như một chiếc quạt nhỏ. Cô thấy rõ sự thích thú trong mắt anh, nhưng khi đầu ngón tay anh sắp chạm vào con mèo, anh liền rút tay về. Tớ không thích mèo, Khương Thư Ly, tớ không thích mèo một chút nào. Cô sững người ngay tại chỗ, thế mà anh lại nói là bản thân không thích mèo. Cô chớp mắt, không tin nổi. Cô ôm mèo lại và xoa đầu nó thật dịu dàng. Ôm mèo trong tay, vừa mới bước ra khỏi nhà Nhạc Đình thì cô bắt gặp mẹ Khương trở về. Thư Ly, sao con lại ở nhà tiểu Nhạc thế? Mẹ Khương phát hiện ra cô rồi. Đầu cô ong ong, mặc dù vẫn đang ở ngoài cửa, nhưng người cô đã rơi ở trong nhà. Con qua hỏi bà Nhạc Đình ạ. Vậy hả, Nhạc Đình... ha ha. Đôi mắt mẹ Khương đầy hoài nghi. Khương Thư Ly giật giật áo Nhạc Đình, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Sau đó cô nghe thấy Nhạc Đình vâng một tiếng. Trái tim đang bị bóp nghẹt của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Vì lẽ đó mà cô chỉ đành năn nỉ Nhạc Đình cho cô gửi nuôi nhờ em mèo ở nhà anh. Tần suất cô qua nhà Nhạc Đình càng ngày càng nhiều. Mặc dù trông Nhạc Đình có vẻ khá miễn cưỡng, nhưng cô phát hiện ra chỉ cần cô năn nỉ thì anh sẽ mềm lòng ngay. Khương Thư Ly không biết nguyên nhân vì sao, mỗi lần cô định đón mèo con về thì mẹ Khương lại xuất hiện, cho nên mèo con cô nuôi này đã bị Nhạc Đình chiếm lấy nửa tháng rồi. Nhạc Đình chuyên nghiệp hơn cô rất nhiều. Anh đưa mèo con đi tiêm, mua thức ăn cho mèo, mua đồ chơi cho mèo con. Mèo con ở trong nhà anh thoải mái hơn nhiều so với trong phòng ngủ của cô. Nhạc Đình, hay là em mèo này giao cho cậu luôn nhé. Mặc dù cô hơi không nỡ, nhưng anh giống chủ của nó hơn cô nhiều. Con mèo con nằm im trên người cô, đuôi quấn quanh cánh tay Nhạc Đình. Nhạc Đình nhíu mày. Không được, đây là mèo của cậu mà. Khương Thư Ly ầm một tiếng, trong lòng nghĩ hay là bây giờ đi tìm mẹ Khương thú nhận chuyện này nhỉ. Nhưng ai ngờ giây tiếp theo lại nghe được Nhạc Đình nói. Mèo vẫn là của cậu, nhưng cậu có thể để nó ở nhà tớ, tớ sẽ giúp cậu nuôi nó. Khương Thư Ly vừa nghe xong câu này thì mặt mày tươi rói lên, quay sang ôm lấy Nhạc Đình. Nhạc Đình, cậu thật là tốt. Tai Nhạc Đình lại đỏ bừng rồi. Nhà Nhạc Đình có mèo của cô, lại còn có cả đồ ăn vặt nhập khẩu ăn mãi không hết. Quan trọng nhất là thành tích của Nhạc Đình rất tốt, luôn đứng đầu lớp, cho nên sau giờ học cô hay đến nhà anh để làm bài tập. Nhờ em mèo mà mối quan hệ của cô và Nhạc Đình đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Khương Thư Ly cũng thể hiện rõ quan điểm của mình. Tết năm nay nhất định không cống nộp cho mẹ nữa, cô sẽ dành toàn bộ tiền lì xì để mua đồ ăn cho mèo con. Nhạc Đình ngồi trước bàn nghiêm chỉnh làm bài tập, anh còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ cho có lệ. Thôi được rồi, thực sự thì cô cũng không chắc là sẽ thắng được mẹ. Đôi lúc cô ghen tị với Nhạc Đình và sự tự do của anh, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp ba mẹ của anh cả. Mẹ Khương dặn là trước mặt Nhạc Đình thì đừng nhắc đến ba mẹ anh. Điều thực sự khiến mối quan hệ của cô và Nhạc Đình tiến một bước lớn là vào một buổi sáng nọ. Mẹ Khương làm bánh trứng và bảo cô mang một cái qua tặng cho Nhạc Đình. Bởi vì cô thường xuyên đến nhà anh, mỗi lần đứng ngoài gọi Nhạc Đình ra mở cửa thì anh cứ kêu là phiền, thế nên đã lưu lại dấu vân tay của cô để tự mở cửa nhà luôn. Khương Thư Ly dùng dấu vân tay để mở cửa vào nhà. Nhà anh là bếp mở, vừa bước vào cửa là thấy bếp luôn. Trong bếp có mỗi dì bảo mẫu của Nhạc Đình thôi. Cô định chào dì ấy thì thấy dì ấy bỏ loại mà Nhạc Đình hay uống vào trong túi của mình, sau đó lấy ra một cái chai rỗng và hộp sữa giảm giá hay bán ở siêu thị tiện lợi dưới nhà. Dì ấy mổ hộp sữa giảm giá ra rồi đổ vào cái chai rỗng, sau đó vặn chặt nắp lại. Mãi một lúc cô mới hiểu ra dì ấy đang treo đầu dê bán thịt chó. Lấy sữa đắt tiền đi, còn để cho Nhạc Đình uống sữa giảm giá. Lúc đó Khương Thư Ly còn nhỏ, chưa trải sự đời, vì tức quá nên cô hét ầm cả lên. Dì đang làm cái gì thế? Sao lại đổi sữa của Nhạc Đình? Dì là kẻ trộm. Dì bảo mẫu vội cuống cả lên, vừa thấy cô thì lập tức lấy mấy viên kẹo ra định mua chuộc cô. Nhưng cô làm gì mà dễ bị mua chuộc như vậy chứ? Cô lớn tiếng gào lên. Cháu thấy hết rồi, dì lén đổi sữa của Nhạc Đình. Dì ấy thấy nói với cô như nước đổ đầu vịt, nên muốn động tay động chân bắt cô im miệng. Mày nói bậy bạ gì thế hả con nhóc chết tiệt kia? Con mắt nào của mày thấy tao trộm sữa hả? Sữa của Nhạc Đình ở ngay kia kìa. Nhạc Đình nghe thấy tiếng ầm ĩ thì liền vội vã lao ra khỏi phòng. Trông anh có vẻ đang không được khỏe, mặt đỏ bừng một cách bất thường. Ngay lúc bảo mẫu đang định giáng cho cô một bạt tai thì Nhạc Đình đã chạy tới rồi ôm cô vào lòng. Chát một tiếng, cái bạt tai đó giáng thẳng vào một bên mặt của Nhạc Đình. Nhạc Đình, Nhạc Đình. Bảo mẫu khỏe lắm, một cái bạt tai kia giáng vào Nhạc Đình làm anh ngã sang một bên theo quán tính. Cô sợ hết hồn luôn. Tiếng động ở đây ồn ào đến nỗi mẹ Khương đang làm bánh trứng ở nhà cũng phải giật mình. Sau đó hiện trường hỗn loạn luôn. Mẹ Khương thấy cô và Nhạc Đình bị bắt nạt thì lập tức cầm cái xẻng múc cơm liều mạng với bảo mẫu luôn. Khương Thư Ly thì không sao, nhưng Nhạc Đình thì bị đưa vào bệnh viện. Nhạc Đình sốt cao, mặt còn vừa sưng vừa đỏ vì cái bạt tai nữa. Khương Thư Ly còn cho rằng ba của Nhạc Đình sẽ giống như trên phim truyền hình, vừa nghe chuyện một cái là lập tức chạy về ngay, sau đó sẽ hối hận xin lỗi Nhạc Đình, nói là ông ấy sẽ không bao giờ để Nhạc Đình một mình nữa. Nhưng sau đó, mẹ Khương lấy được số điện thoại của ba Nhạc Đình từ chỗ tài xế của nhà anh. Bên kia nói là ông ấy bận công việc lắm, chưa thể về ngay được, nhờ gia đình bọn họ giúp chăm sóc cho Nhạc Đình trước. Khương Thư Ly nghe ba mẹ gọi điện thoại, mà nghĩ sao lại có loại ba mẹ như thế cơ chứ? Giây phút đó, cô bắt đầu dần hiểu ra rằng không phải ba mẹ nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện, và không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được như cô. Khương Thư Ly chưa bao giờ thấy Nhạc Đình yếu đuối như vậy. Trong ấn tượng của cô thì anh có thể làm được tất cả mọi thứ. Trong suốt thời gian Nhạc Đình nằm viện, bà anh chưa từng xuất hiện, chỉ gọi một trợ lý đến để giải quyết. Sau trận ốm nặng này thì Nhạc Đình càng trở nên trầm mặc hơn. Hôm xuất viện, cô ôm đống bài tập về nhà mà giáo viên nhờ cô mang qua cho Nhạc Đình và mang sang cho anh. Nhạc Đình đang ngồi làm bài tập, cô thì ngồi ôm mèo. Đột nhiên anh nói, Khương Thư Ly, tớ không còn mẹ nữa, bây giờ tớ sắp mất luôn cả ba rồi. Nhạc Đình quay đầu về phía cô và từ từ nằm xuống bàn. Cô chưa bao giờ thấy Nhạc Đình buồn như vậy. Nhạc Đình, để tớ làm người nhà của cậu nhé. Sau này ba mẹ của tớ sẽ là ba mẹ của cậu. Nhạc Đình à, cậu rất thông minh, cũng rất quý giá. Tớ sẽ không bao giờ không cần cậu đâu. Nhạc Đình quay đầu nhìn cô rồi đột nhiên bật cười, bởi vì cô khóc trông thảm thiết quá. Khương Thư Ly, lau nước mũi đi. Bảo mẫu nhà anh không chỉ đổi sữa của anh mà còn lấy trộm cả những đồ bổ đắt tiền và vật phẩm quý giá nữa, nên trợ lý của ba Nhạc Đình đã báo cảnh sát. Trong thời gian đợi chú trợ lý tìm được bảo mẫu mới thì Nhạc Đình ăn uống ở nhà cô luôn. Mẹ Khương vui lắm, vì bất kể mẹ Khương có nấu kiểu gì thì Nhạc Đình cũng đều mặt không biến sắc mà ăn hết sạch, còn khen ngon rất chân thành nữa. Riêng về điểm này thì cô và ba Khương chịu luôn. Dù sao thì khẩu vị của ba con cô cũng giống người bình thường mà. Mà Nhạc Đình ăn ở nhà cô thì cũng không chịu thiệt thòi nhiều lắm đâu, hầu như toàn là ba Khương nấu cơm thôi. Nhạc Đình từ chối người bảo mẫu mới được tuyển, kể từ đó anh ăn cơm ở nhà cô luôn, còn cô thì được xe của nhà Nhạc Đình đưa đón đi học. Sau đó mấy cư dân mới chuyển đến trong khu nhà ai cũng nghĩ Nhạc Đình là anh trai cô. Mẹ Khương cũng không giải thích gì, chỉ cười thôi, lại còn hỏi ngược lại hàng xóm là con trai bà ấy trông có đẹp trai không. Nhiều lúc cô còn thấy Nhạc Đình còn giống con đẻ hơn cả cô nữa. Khi họp phụ huynh thì ba Khương đi họp cho cô, còn mẹ Khương thì đi họp cho Nhạc Đình. Tình cờ là cô và Nhạc Đình lại ngồi cùng bàn, nên khi đi họp phụ huynh, ba mẹ Khương cũng ngồi cùng bàn luôn. Lúc họp mẹ Khương nghe giáo viên nói buồn ngủ quá nên đã dựa vào vai ba Khương mà ngủ gật. Kết quả là vừa họp phụ huynh xong thì họ bị giáo viên nhắc nhở là giữa các phụ huynh nên biết giữ khoảng cách thích hợp với nhau. Mẹ Khương phản ứng lại bằng cách dẫn giáo viên chủ nhiệm của hai người bọn họ về nhà để xem giấy đăng ký kết hôn của họ, thì chuyện này mới được xem là tạm kết thúc. Cuối cùng thì cuối học kỳ cô cũng được gặp ba của Nhạc Đình. Ông ấy tặng gia đình cô rất nhiều quà và nói rằng ông ấy cảm ơn gia đình bọn họ vì đã quan tâm đến Nhạc Đình. Sau khi ăn trưa ở nhà cô xong thì Nhạc Đình và ba anh cùng nhau đi vào cánh cửa đối diện. Nhưng chẳng bao lâu sau Cánh cửa đối diện vang lên tiếng đồ sứ bị đập vỡ. Cô chưa bao giờ thấy Nhạc Đình có dáng vẻ điên cuồng như vậy. Khương Thư Ly không chịu được nữa, lao đến cánh cửa đối diện, đứng chắn ngay trước mặt Nhạc Đình. Ba của Nhạc Đình giơ tay lên, cô vô thức nhắm mắt lại. Nhạc Đình kéo cô ra phía sau anh để bảo vệ cô. Nhạc Giang, ông thử đánh một cái xem. Mày được lắm, được lắm. Hình như ông ấy vô cùng tức giận. Cuối cùng thì mọi sự tức giận cũng biến thành sự thỏa hiệp. Mặc dù mẹ Khương liên tục nói rằng cô không hiểu chuyện và bảo ba anh đừng để bụng, nhưng cô biết rằng trong thâm tâm của mẹ đang đồng ý với cách làm của cô. Buổi tối mẹ Khương còn định làm đùi gà lớn cho cô và Nhạc Đình ăn nữa, nhưng dưới lời khuyên vô cùng kịch liệt của cô thì cuối cùng cũng đổi thành ba Khương đứng bếp. Trước khi ba Nhạc Đình rời đi, ông ấy đã cho gia đình cô một khoản tiền, xem như gửi Nhạc Đình cho nhà cô nuôi. Lúc đầu cô còn nghĩ mẹ Khương sẽ không nhận số tiền của ông ấy đâu. Nhưng sau này cô mới biết mẹ Khương để dành số tiền đó, định khi nào Nhạc Đình 18 tuổi thì sẽ đưa lại cho anh. Và cũng mãi sau này cô cũng mới biết mẹ của Nhạc Đình qua đời rồi, ba anh cưới vợ hai. Sau sự cố bảo mẫu vừa rồi thì Nhạc Đình đã bắt đầu học võ và taekwondo. Mẹ Khương cũng đăng ký cho cô học cùng. Các tế bào vận động của Khương Thư Ly gần như không tồn tại. Mỗi cuối tuần đến phòng tập là cô lại cảm thấy nặng nề như sắp nhảy xuống mồ đến nơi rồi. Khương Thư Ly nghĩ Nhạc Đình còn kém hơn cả cô, bị taekwondo đập cho không biết bao nhiêu lần luôn. Nhạc Đình thực sự rất thông minh, không chỉ học giỏi mà còn giỏi cả thể thao nữa. Lúc cô còn đang ù ù cà cà luyện các kỹ năng cơ bản thì anh đã đại diện võ đường để ra ngoài thi đấu. Sư phụ ở võ đường kêu Nhạc Đình kèm cặp cho cô. Khương Thư Ly, cậu nghiêm túc chút xem nào. Nhạc Đình đến sửa tư thế cho cô. Nhạc Đình, hay là phần này cậu học cùng tớ luôn đi. Nhạc Đình bất đắc dĩ nhìn cô, búng chắn cô một cái. Cậu lười quá đi. Khương Thư Ly ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân của Nhạc Đình. Nhạc Đình, anh Nhạc à, anh ơi, dù sao thì chúng ta cũng không xa nhau đâu mà. Cậu học giỏi một chút, tớ học kém một chút cũng không sao đâu. Cậu thấy đúng không nào? Dù sao thì cậu cũng bảo vệ được tớ mà. Ừ. Khương Thư Ly bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Đình. Sao anh lại ư? Chẳng giống Nhạc Đình tí nào. Ngay lúc cô đang chuẩn bị nhảy cẫng lên vì sung sướng thì Nhạc Đình lại nói tiếp. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Vì để không mềm lòng với cô mà Nhạc Đình đã xin sư phụ đổi người kèm cô thành một đàn chị. Đàn chị 37 độ mà mở miệng câu nào là âm độ câu đấy. Chị ấy lạnh lùng cứ như một đồ tể mổ cá mấy chục năm vậy. Cứ đến chiều tối là cô lại cảm thấy toàn thân mình kiệt sức. Trăng sao thưa thớt, cô và Nhạc Đình xuống xe. Nhạc Đình, tớ mệt quá, không cử động nổi nữa rồi. Nhạc Đình nhìn cô một cái rồi sau đó ngồi xổm trước mặt cô. Lên đi. Khương Thư Ly nhìn thấy Nhạc Đình khom lưng trước mặt cô thì cô sung sướng nhảy lên. Cánh tay anh luồn qua chân cô, còn cô thì ôm lấy cổ anh. Nhạc Đình đeo chiếc ba lô màu vàng gừng của cô ở trước ngực. Kế bên còn có bình nước màu hồng của cô, còn cô thì nằm trên lưng anh. Nhạc Đình, cậu thật là tốt. Khương Thư Ly vừa mệt vừa buồn ngủ, hai tay ôm lấy cổ Nhạc Đình, dụi dụi vào cổ anh, sau đó đầu tựa vào đầu anh mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, dường như cô nghe thấy tiếng nói của Nhạc Đình. Khương Thư Ly, không thì tớ vẫn phải bảo vệ cậu mà. Nhưng cô buồn ngủ quá, không mở nổi mắt nữa. Mấy câu này của Nhạc Đình cô chỉ có thể nghe thấy từ trong mơ thôi. Khương Thư Ly phát triển tương đối sớm, tiểu học là đã có kinh nguyệt rồi. Trùng hợp là lúc đó ba mẹ Khương đang đi sang tỉnh khác để mừng kỷ niệm ngày cưới. Trong nhà còn mỗi Nhạc Đình thôi. Mẹ Khương vốn gọi bà nội đến chăm sóc hai người bọn họ vài ngày, nhưng bà vẫn chưa đến. Lần đầu tiên đúng là khiến cho cô sợ hãi một phen. Mặc dù trước đó đã biết mấy kiến thức liên quan đến nó rồi, nhưng lần đầu xuất hiện như thế này thực sự khiến cô không ngờ được. Cô ngồi xổm trong nhà vệ sinh và hét lên với Nhạc Đình đang ở bên ngoài. Nhạc Đình, Nhạc Đình, tớ sắp chết rồi, tớ tiểu ra máu, hu hu. Nhạc Đình đang dọn dẹp cũng bị cô dọa cho một trận, gõ cửa nhà vệ sinh ầm ầm. Khương Thư Ly, cậu sao thế? Cậu mau ra ngoài đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện. Cậu đau ở đâu? Mau nói cho tớ biết đi, đừng sợ. Bụng tớ đau. Đau lắm à? Vậy để tớ gọi xe cấp cứu. Khương Thư Ly thấy trước cửa nhà vệ sinh không còn bóng dáng của Nhạc Đình nữa. chắc là anh chạy đi gọi xe cấp cứu rồi. Đau bụng. Khương Thư Ly chợt bừng tỉnh, triệu chứng này giống như đến kỳ mà mẹ Khương đã nói qua. Nhạc Đình, Nhạc Đình, không cần gọi xe cấp cứu đâu, kinh nguyệt của tớ đến rồi. Ai mà biết được, lúc quay lại thì Nhạc Đình đã bình tĩnh lại rồi. Tớ biết rồi, bởi vì anh mới vừa từ chị tổng đài biết được cái này của cô không phải là bệnh nặng gì cả, chỉ là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của con gái mà thôi. Nhạc Đình đi mua băng vệ sinh cho cô ở nhà đợi anh. Lúc Nhạc Đình đưa băng vệ sinh cho cô qua khe cửa thì anh còn đưa luôn cả cái máy tính bảng của mình nữa. Trên đó đang phát video hoạt hình về kiến thức sinh lý học. Video dừng đúng đoạn chỉ cách sử dụng băng vệ sinh. Khương Thư Ly thay băng vệ sinh xong đi ra ngoài thì Nhạc Đình đã ở trong bếp đun sẵn nước đường đỏ rồi. Cô cuộn người trên sofa như một con tôm nhỏ. Nhìn bóng lưng bận rộn của Nhạc Đình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Nhạc Đình mà là anh trai của cô thật thì tốt biết bao. Mau uống đi, uống nóng mới tốt. Không biết từ khi nào, dường như Nhạc Đình đã cao hơn trước. So với trước đây thì anh cao hơn rất nhiều. Nhạc Đình, cậu còn đáng tin cậy hơn cả mẹ tớ nữa. Khương Thư Ly vừa uống nước đường vừa lẩm bẩm. Nhạc Đình đi rót thêm một bình nước nóng khác nữa và đặt vào trong ngực cô. Khương Thư Ly, dì rất tốt. Nhạc Đình luôn luôn như vậy, nói chuyện nghiêm túc, giống như một ông già. Đương nhiên tớ biết là mẹ tớ rất tốt rồi, nhưng nếu không có mẹ ở đây thì cậu là tốt nhất. Khương Thư Ly cười nịnh nọt, chạy tới ôm eo Nhạc Đình, để Nhạc Đình giúp cô rửa bát. Nhạc Đình bất lực nhìn cô, cầm lấy cái bát. Sau khi mẹ Khương trở về, bà nghe thấy hai người bọn họ suýt nữa gọi xe cấp cứu đến, thì vô tâm mà cười ra tiếng ngỗng kêu luôn. Nhưng thấy Nhạc Đình chăm sóc cô tốt như vậy, thì mẹ Khương hết lời khen ngợi Nhạc Đình, nói anh là con nuôi, thông minh lại giỏi giang. Cứ như thể hận không thể tâng Nhạc Đình lên tận trời xanh vậy đó. Khương Thư Ly âm thầm giật giật góc áo Nhạc Đình. Nhạc Đình, năm tớ 3 tuổi mẹ tớ cũng lừa tớ như vậy đó, để tớ làm phục vụ bưng trái cây và lau sàn nhà cho mẹ. Nhạc Đình, đừng để bà ấy nịnh nọt cậu nhé. À không, tẩy não chứ nhỉ. Nhạc Đình đeo tạp dề và lấy khăn ra lau bàn. Anh nhìn cô, bất lực lên tiếng. Khương Thư Ly, có phải ý cậu muốn nói là thao túng không? À đúng đúng. Nhạc Đình rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy lắm. Thật ra thì cô chỉ học cùng lớp với anh được 1 năm thôi. Sau đó anh bắt đầu con đường điên cuồng học vượt cấp. Cứ dăm bữa nửa tháng là anh lại học vượt. Cô mới học cấp 2 thì anh đã lên cấp 3 rồi. Nhưng vẫn may là hai người bọn họ vẫn học chung trường. Chỉ là cô học cấp 2, còn anh thì học cấp 3. Trường cấp 2 tan học sớm hơn. Mỗi ngày sau giờ tan học thì cô đều ngồi tại lớp để làm bài tập về nhà, đợi Nhạc Đình cùng về chung. Sau khi lên cấp 2 thì cô và Nhạc Đình tự bắt xe buýt để về. Từ đông sang xuân, cô cùng Nhạc Đình ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường dọc theo tuyến xe buýt chạy. Nhạc Đình đã quen với việc hồi nhỏ bị cô đàn áp rồi, nên bây giờ anh ngoài việc đeo cặp sách của chính mình thì còn xách luôn cả cặp cho cô nữa. Lúc đầu cô vẫn còn thấy việc này chả có vấn đề gì cả. Cho đến một ngày, khi Nhạc Đình và cô đang đợi xe buýt, hai người bọn họ tình cờ gặp một nhóm nam sinh cùng lớp với anh. Ôi chao, bạn học nhỏ lại chăm sóc cô vợ nhỏ đấy à? Còn chưa bao nhiêu tuổi mà đã tính đến việc cả đời rồi cơ đấy. Không chỉ đứng đầu bảng mà còn có cả bạn gái nhỏ luôn rồi. Nhạc Đình lặng lẽ giấu cô ra sau lưng anh, lạnh lùng và nói, giữ miệng của cậu sạch sẽ chút đi. Mặc dù Nhạc Đình nhỏ hơn họ vài tuổi, nhưng vóc dáng của anh không hề kém cạnh họ chút nào. Anh lại từng luyện võ và taekwondo nữa, nên cô cũng không quá lo lắng. Nhạc Đình, cố lên, em sẽ không kéo chân anh đâu. Khương Thư Ly nhận lấy cặp sách từ tay anh, khôn ngoan trốn sang một bên. Nhưng dù sao thì cô cũng không thực sự có ý định bỏ Nhạc Đình lại đâu, bên kia đông người thế cơ mà. Khương Thư Ly đang định tìm xem có viên gạch nào vừa ý không, thì bất ngờ thầy chủ nhiệm trường cấp 3 đi ngang qua. Trong nháy mắt đối phương ngừng chiến luôn. Nhưng mà sau sự việc lần đó thì trong trường lan truyền tin đồn cô và Nhạc Đình yêu sớm. Mãi sau này Khương Thư Ly mới hiểu được đạo lý lời bịa đặt nói nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Đó cũng là lần duy nhất cô xa cách với Nhạc Đình. Thời gian đó, cô chơi thân với một bạn học trong lớp tên là Lâm Vi Vi. Cô ấy lúc thì cố tình, lúc thì vô ý kêu cô tránh xa Nhạc Đình ra. Thư Ly, mấy anh chị lớp trên đồn là cậu và Nhạc Đình yêu sớm, có thật không đấy? Khương Thư Ly cũng không biết vì sao mình đột nhiên đỏ mặt. Sau đó không biết làm sao nên vội vàng phản bác. Đương nhiên không phải. Lâm Vi Vi thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi, mẹ tớ không cho tớ chơi với người yêu sớm đâu. Khương Thư Ly ồ một tiếng, đầu óc lại bay lên tận trên mây rồi. Nói ra thì thật là xấu hổ. Hồi đó cô còn nằm mơ thấy mình kết hôn với Nhạc Đình nữa. Tỉnh dậy thì cô thấy tội lỗi vô cùng. Cô luôn coi Nhạc Đình là anh trai mà. Lúc đó không biết nên đối diện với anh như thế nào cả. Khương Thư Ly dường như bắt đầu có nhận thức về giới tính. Chỉ khi ở cùng với các bạn nữ thì cô mới có cảm giác an toàn. Cô không tự chủ được mà bắt đầu tránh xa Nhạc Đình. Tan học thì cô cũng cùng Lâm Vi Vi về nhà, không đợi Nhạc Đình nữa. Mẹ Khương còn tưởng là hai người bọn họ có mâu thuẫn gì. Thư Ly, con với Nhạc Đình sao thế? Khương Thư Ly lơ đãng cắn một miếng bánh bao. Không có gì ạ. Cô vừa ăn xong thì Nhạc Đình cũng chạy bộ buổi sáng về. Đồ ăn sáng của anh ở trong nồi ý, Khương Thư Ly nói. Nhạc Đình nắm lấy cổ tay cô, quay đầu nhìn cô. Thư Ly, rốt cuộc thì anh đắc tội gì với em thế hả? Cô lắc đầu. Không có. Thế chỉ đơn giản là em ghét anh thôi à? Đột nhiên trong lòng cô nhói đau. Câu nói trong cổ họng còn chưa kịp phát ra thì Nhạc Đình đã xoay người rời đi. Làm sao mà ghét được chứ? Hình như cô đã thích Nhạc Đình mất rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô phát hiện trong tiểu thuyết ngôn tình mà cô lén đọc thì gương mặt nhân vật hiện lên toàn là mặt Nhạc Đình. Cô không dám kể cho ai nghe bí mật nhỏ nhoi đó. Thậm chí cô còn chẳng dám thừa nhận. Nhạc Đình chuyển về sống ở căn nhà đối diện. Lý do nói với mẹ Khương là gần đây bài tập về nhà rất nhiều, cần môi trường yên tĩnh để học bài. Lý do này không sai, nhưng nó chả lừa được ai cả. Sau đó Nhạc Đình chuyển vào sống trong ký túc xá của trường. Thêm nữa là anh học cấp 3 rồi, cho nên cô ngày càng khó gặp anh hơn. Bà Khương hỏi cô là sao đang yên đang lành lại ầm ĩ lên với Nhạc Đình thế. Cô không biết nên nói như thế nào. Nhưng mỗi khi buồn thì cô sẽ lẻn sang cánh cửa đối diện, ngồi im lặng trong phòng Nhạc Đình mấy tiếng đồng hồ. Khi ba bắt gặp cô đi ra khỏi nhà Nhạc Đình thì cô bắt đầu tránh ánh mắt của ông. Nhưng ba chỉ xoa đầu cô. Thư Ly của ba lớn thật rồi. Lúc đó cô vẫn chưa hiểu ý ông là gì. Sau này thì mới hiểu. Ngoài ra thì ba chính là người thứ hai biết cô thích Nhạc Đình. Học sinh nội trú cấp 3 mỗi tháng chỉ được về nhà 2 ngày thôi. Nhạc Đình trở về rồi. Đã 1 tháng không gặp, cô phát hiện ra anh hình như đã cao lên rồi. Ngũ quan trên mặt cũng có chút thay đổi. Nhìn thì vẫn là vẻ sạch sẽ đẹp trai đó. Cô còn biết anh nổi tiếng ở trường nữa. Nhạc Đình vẫn về nhà cô ăn cơm. Anh về thì việc rửa bát cũng không đến lượt cô làm. Cô cứ lẽo đẽo đi sau lưng anh mà anh chẳng nói lời nào. Khương Thư Ly ôm mèo mướp và nói với Nhạc Đình. Nhạc Đình, Miu Miu nhớ anh rồi. Lúc anh không có ở đây, nó không chịu ăn uống gì cả. Phải nhìn ảnh của anh thì mới chịu nghe lời đấy. Nhạc Đình đang đeo tạp dề, lặng lẽ dọn dẹp bếp như lúc nhỏ. Anh rửa sạch những ngón tay mảnh khảnh dưới vòi nước, rồi ngước lên nhìn cô. Còn em thì sao hả Thư Ly? Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, khiến cô hoảng sợ không còn nơi nào để trốn. Em có nhớ anh không? Cô nhìn anh. 1 tháng này đối với cô cứ như trải qua cả 1 năm. Biết bao lần đứng trước trường cấp 3 rồi, nhưng không biết nói gì cả. Dường như Nhạc Đình sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi nào nghe được câu trả lời thì mới thôi. Cô do dự một lúc rồi nặng nề gật đầu. Nhạc Đình, thật ra em rất nhớ anh. Anh cười nhẹ nhõm. Ừ, anh biết rồi. Khương Thư Ly cũng không biết tháng này mình đã cãi nhau với Nhạc Đình vì cái gì nữa. Nhưng ngay lúc này đây, cô đã thở phào nhẹ nhõm một cái. Đột nhiên cô có dũng khí để đối diện với trái tim của mình. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Sau khi Lâm Vi Vi biết cô và Nhạc Đình đã làm hòa, thì không biết là cố ý hay là vô tình mà cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với cô. Khương Thư Ly cũng không biết tại sao, cô còn mua cả mô hình mà cô ấy thích để tặng cho cô ấy nữa. Cô ấy ném mô hình xuống đất, dùng giọng chất vấn hỏi. Khương Thư Ly, cậu nói đi, tớ quan trọng hơn hay là Nhạc Đình quan trọng hơn? Cô im lặng. Nếu trong một mối quan hệ bạn bè bình đẳng mà chỉ có một bên mù quáng phục tùng, thỏa hiệp thì không thể coi là bạn được. Cô nhặt mô hình lên, hơi hốt hoảng nhưng vẫn chọn trả lời theo trái tim mình. Nhạc Đình quan trọng hơn. Nói xong cô quay người đi luôn. Cô và Lâm Vi Vi đã chấm dứt hoàn toàn. Cô ấy là người đã bôi nhọ Nhạc Đình trên diễn đàn của trường. Nhạc Đình đẹp trai, lại còn là học sinh xuất sắc, nên là khách quen trên diễn đàn của trường. Nhưng mà lần này diễn đàn trường bùng nổ. Có người tung tin, lúc Nhạc Đình mới mấy tuổi, đã đẩy ngã mẹ kế ngã cầu thang, làm mẹ kế sảy thai, nên mới bị ba anh đuổi ra khỏi nhà. Khương Thư Ly vuốt phần bình luận trên màn hình, càng nhìn càng thấy khó chịu. Cư dân mạng chả biết gì mà toàn làm anh hùng bàn phím, ra cái vẻ đạo đức cao thượng mà mắng chửi Nhạc Đình. Cô sang trường cấp 3, nhưng Nhạc Đình không có trong lớp, hầu như ai trong lớp của Nhạc Đình cũng đều quý cô. Nhưng nay các anh chị trước đây rất nhiệt tình với cô, bây giờ nhìn thấy cô thì dường như muốn trốn đi hết vậy. Như thể cô là một loại virus nào đó. Cô biết chỗ ngồi của Nhạc Đình, cô ngồi vào chỗ của anh và chờ anh về. Để không lãng phí thời gian thì cô còn tranh thủ lên diễn đàn trường để chửi lại mấy tài khoản đặt điều nói xấu anh nữa. Sao em lại đến đây? Khương Thư Ly mải mê đến mức không để ý Nhạc Đình đã quay lại từ lúc nào. Cô bị giọng nói bất ngờ của anh làm cho giật mình. Cô theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng. Đến gặp anh đó. Nhạc Đình không chán nản và buồn bã như cô tưởng tượng. Anh kéo cổ tay cô đi ra khỏi lớp. Anh kéo cô đi một mạch lên sân thượng. Đột nhiên anh dừng lại làm chắn cô đập vào lưng anh. Khương Thư Ly, em có tin anh không? Khương Thư Ly ngước lên nhìn Nhạc Đình, gật đầu một cái vô cùng kiên định. Tương lai Nhạc Đình nhất định sẽ trở thành người mà tất cả đều phải tín phục. Nhạc Đình cười nhẹ nhàng, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng. Hóa ra tin đồn trên mạng là nửa thật nửa giả. Mẹ kế của Nhạc Đình sảy thai là thật, nhưng chuyện này không phải là do anh đẩy. Hồi nhỏ Nhạc Đình có nuôi một con mèo đen. Nhạc Đình mới được mấy tuổi thì mẹ anh đã qua đời rồi. Lúc anh đang gác đêm ở linh đường thì có một con mèo đen xuất hiện. Nhạc Đình nghĩ có lẽ mẹ thấy mình đau buồn quá nên đã gửi một con mèo đen đến để lớn lên cùng anh. Thế là anh nhận nuôi con mèo đen đó luôn. Nhưng mẹ Nhạc Đình mới qua đời được vài tháng thì ba anh đã cưới vợ hai luôn. Chẳng bao lâu sau mẹ kế có thai. Có lẽ là vì có thai nên mới cưới. Lúc mẹ kế đi xuống cầu thang thì con mèo đen nhảy ra. Mẹ kế bị bất ngờ nên bước hụt rồi ngã xuống đất. Mẹ kế sảy thai. Bà ta cho rằng Nhạc Đình cố tình mang mèo về để hù dọa bà ta. Nhạc Đình chống tay lên lan can trên mái nhà. Đồng phục học sinh bị gió lớn thổi tung. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình vậy. Đó là lần đầu tiên anh bị đánh. Anh nghĩ là bị đánh thôi không sao hết, nhưng họ lại mang mèo của anh đi. Thật ra nếu thực sự mang nó đi chỗ khác thì tốt rồi, nhưng họ lại bỏ độc con mèo. Lồng ngực cô như bị ai đó bóp nghẹt, ngột ngạt không thở nổi. Chẳng trách lúc Nhạc Đình giúp cô cứu mèo con xong, cô cho anh vuốt ve mèo thì anh lại nói là tớ không thích mèo. Khương Thư Ly, tớ không thích mèo một chút nào. Không phải là anh không thích mèo, mà là anh sợ sẽ mất thêm nó một lần nữa. Khương Thư Ly bất chấp tất cả ôm lấy Nhạc Đình từ phía sau, mở miệng như muốn an ủi anh, nhưng lại không tài nào phát ra âm thanh gì. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống lưng anh, đồng phục học sinh của anh ướt đẫm. Nhạc Đình xoay người lại, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô. Nhạc Đình đã thông qua địa chỉ IP mà tìm thấy người đã đăng bài. Cô chưa bao giờ nghĩ người đó lại là Lâm Vi Vi. Khi cô đi tìm Lâm Vi Vi, thì cô ta thú nhận tất cả. Những gì tớ đăng đều là sự thật. Khương Thư Ly, tớ không vu khống cho Nhạc Đình. Hóa ra mẹ của Lâm Vi Vi và mẹ kế của Nhạc Đình là bạn thân của nhau. Mẹ kế của Nhạc Đình rất tốt với Lâm Vi Vi, nên Lâm Vi Vi rất tin những gì bà ta nói. Cũng chính là điều này mà bây giờ cô ta đã có thái độ thù địch vô cớ với Nhạc Đình. Nhạc Đình không phải là loại người đó. Tất nhiên, tớ không nói điều này để thay đổi cách nhìn của cậu về anh ấy. Rốt cuộc Nhạc Đình là người như thế nào thì cũng không cần suy nghĩ của cậu chứng minh. Khương Thư Ly xách cặp đi về phía cổng trường. Kể từ khi cô làm hòa với Nhạc Đình thì anh đã chuyển từ ký túc xá trong trường về nhà ở. Nhạc Đình lái xe điện chở cô về nhà. Cô ngồi phía sau ôm chặt eo anh. Nhạc Đình, em vĩnh viễn sẽ luôn tin anh. Cô cảm thấy cơ bắp trên eo của Nhạc Đình đột nhiên co cứng lại. Phải mất một lúc lâu sau thì anh mới đáp lại một tiếng ừ. Cô vĩnh viễn sẽ luôn tin Nhạc Đình chính là trăng trên trời, là tuyết nhân gian. Anh quang minh chính đại, luôn xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Năm cô lên cấp 3 thì Nhạc Đình đã lên đại học rồi. Khương Thư Ly và mẹ đưa Nhạc Đình đi nhập học. Mẹ xoa đầu cô, trầm tư và nói: Hai con heo ăn cùng một loại thực phẩm, sao một con lại lớn nhanh như thế cơ chứ? Khương Thư Ly tức giận lườm mẹ: Mẹ đừng tưởng con không hiểu ẩn dụ của mẹ nhé. Sau đó cô lớn tiếng gào lên với Nhạc Đình: Nhạc Đình, mẹ nói anh là con heo kìa. Nhạc Đình đang dọn giường, không nói gì mà chỉ ồ một tiếng rồi thôi. Bạn cùng phòng của Nhạc Đình cũng đến rồi, anh cười nói. Ngưỡng mộ quá, có em gái dễ thương và người mẹ đôn hậu như vậy. Mẹ Khương nghe tính từ đó của anh bạn cùng phòng Nhạc Đình mà tí nữa thì ngã ngửa cả ra. May mà cô và Nhạc Đình đã kịp đẩy mẹ ra ngoài cửa. Ôi trời, bạn học kia ơi, sao cậu lại dùng đôn hậu để miêu tả một thiếu nữ xinh đẹp như cô thế hả? Khương Thư Ly đảo mắt một cái, nhìn Nhạc Đình và phối hợp nhịp nhàng với anh. Trước khi rời đi, cô hỏi anh. Nhạc Đình, anh dạy em cách khen mẹ mà nghe không giả tạo đi. Nhạc Đình nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng. Khương Thư Ly, em ngoan đi. Cuối cùng thì cô cũng thi vào được trường cấp 3 mà cô mong muốn. Nhưng cô không có Nhạc Đình bên cạnh, làm cô thấy trống trải quá. Khương Thư Ly nghĩ, có lẽ vì không có bóng anh bên cạnh trên đường đi học và trên đường về nhà. Không có ai xách cặp cho cô, cũng không có ai nóng lòng nghe cô kể những chuyện vụt vặt ở trường. Nhưng dù Nhạc Đình có bận như thế nào, thì mỗi tối cũng đều gọi video call cho cô. Có lúc thì hai người bọn họ ai làm bài nấy, có lúc thì anh lại giảng bài cho cô. Cô hỏi Nhạc Đình, giáo viên nói lên đại học rồi thì sẽ được thoải mái hơn, có đúng như vậy không? Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói, Khương Thư Ly, đợi em thi được rồi hẵng nói. Sau khi lên cấp 3, môn nào môn nấy độ khó tăng lên gấp mấy lần, việc học của cô dần trở nên chật vật. Nhạc Đình, nếu em không thi được vào trường của anh thì phải làm sao đây? Vậy thì thi vào cùng một thành phố. Thế nếu không thi được vào cùng một thành phố thì sao? Thì thi vào trường trong thành phố mà em có thể đậu là được. Đột nhiên cô không vui. Nhạc Đình, anh không muốn em đến tìm anh à? Khương Thư Ly biết là cô có vẻ hơi vô lý, nhưng anh là Nhạc Đình mà, Nhạc Đình luôn thiên vị cô. Ở bên kia camera, Nhạc Đình đặt bút xuống, ánh mắt nặng trĩu nhìn cô. Nếu em thi trượt thành phố anh ở, thì anh sẽ đi tìm em. Khương Thư Ly tưởng Nhạc Đình nói vậy để an ủi cô thôi. Thế mà cuối tuần anh đã mua vé máy bay bay về thật. Sau đó lúc anh đưa cô ra ngoài thì tìm một máy ATM, rồi mở cho cô xem số dư trong thẻ ngân hàng của anh. Nhạc Đình, anh lấy tiền ở đâu mà nhiều thế? Tiền học bổng và tiền đi làm thêm. Nhạc Đình cười nói, vậy nên đồ nhóc con như em, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nếu số tiền này vẫn không đủ để 4 năm đại học mua vé máy bay về tìm em, thì anh sẽ kiếm thêm nhiều tiền hơn. Cô bất ngờ lao tới, ôm lấy eo anh. Nhạc Đình, anh thật là tốt. Cô vẫn đối xử với Nhạc Đình y như lúc nhỏ, nhưng tai của Nhạc Đình lại đỏ bừng lên. Sau đó anh kéo cô vào trong buồng máy ATM rồi đóng cửa lại. Cô ngước lên nhìn anh và hỏi, sao thế? Thầy trưởng khoa chuyên thích bắt học sinh yêu sớm. Khương Thư Ly nghe xong thì vội nép mình vào vòng tay của Nhạc Đình. Sau đó mới ngẫm ra, Nhạc Đình nghĩ là hai người bọn họ đang yêu nhau đấy à? Vừa nghĩ đến điều này là tim cô lại đập thình thịch liên hồi. Trước khi lên lớp 11, cuộc đời cô luôn thuận buồm xuôi gió. Cô đã từng nghĩ mình sẽ tiếp tục được suôn sẻ như vậy, cho đến khi cô bị một trận bệnh nặng. Vì phải uống thuốc nội tiết tố trong thời gian dài, nên cơ thể cô sưng phù hết cả lên. Năm lớp 12 chia ban, cô được chia vào lớp mới. Vẫn chưa quen lắm, cô cố gắng đến làm quen với các bạn xung quanh chỗ ngồi của mình, nhưng không ai để ý đến cô cả. Lúc đầu thì cô cũng chẳng để ý gì, chỉ ngồi im ở chỗ của mình thôi. Mãi sau này thái độ của họ càng lộ rõ. Lúc phát sách mới chỉ có sách phát cho cô là cũ. Họ mang đồ ăn ở căng tin lên ăn ở bàn cô, để lại một bàn đầy cơm và dầu mỡ vương vãi. Cô không nhịn nổi nữa, nhưng lại không tìm được ai là chủ mưu. Bọn họ cứ như là một đội bóng đoàn kết, đẩy cô ra ngoài, bắt đầu hết lần này đến lần khác chèn ép cô. Cho đến một hôm, cô tận mắt chứng kiến một bạn nam trong lớp lấy bài thi của cô để lau vết dầu mỡ. Cô tức điên lên, giật lại tờ bài thi trên tay cậu ta rồi lấy ra một cuốn sách dày cộp, đánh vào tay cậu ta. Cậu ta sững sờ trong giây lát, như thể cậu ta không ngờ được rằng cô sẽ phản kháng lại. Sau đó cậu ta tát cho cô một cái. Hai người bọn họ vật lộn với nhau luôn, nhưng sức con trai lớn hơn cô rất nhiều. Cậu ta lại còn có một đồng bọn nữa. Cô thảm bại luôn. Sau lần này, Khương Thư Ly đã hoàn toàn chọc giận họ rồi. Họ bắt nạt cô còn ghê gớm hơn lần trước. Điểm số của cô cũng bắt đầu trượt dốc. Mẹ Khương đã đến trường tìm gặp thầy cô, tìm gặp phụ huynh trong lớp, thậm chí hàng ngày còn đến đưa đón cô đi học, chuyển lớp cho cô. Thế nhưng vẫn có những lúc khó đề phòng. Khương Thư Ly bị người ta đẩy vào hố cát, tóc dính đầy keo và bã kẹo cao su. Lớp học thể dục đông người, đợi đến lúc cô trèo lên được thì cũng không tìm ra ai là người đã đẩy mình. Cô tập tễnh đến tiệm cắt tóc để xử lý, không muốn mẹ phải lo lắng. Cô không thể chống lại đám người đó, cô chỉ đành làm một kẻ đào ngũ. Cô đã tính đến chuyện chuyển trường rồi. Chưa tan học thì cô đã ra khỏi trường. Chưa kịp bước vào tiệm cắt tóc thì trước mặt cô đã xuất hiện một bóng hình. Khương Tư Ly ngẩng đầu lên, đồng tử co rút dữ dội. Nhìn Nhạc Đình trước mặt, mặt mũi đột nhiên cảm thấy cay xè. Bị đẩy vào hố cát cô không khóc, bị thả côn trùng vào người cô không khóc, bài thi bị xé nát cô không khóc. Nhưng vừa nhìn thấy Nhạc Đình thì cô lại không kìm được nước mắt. Nhạc Đình muốn đến ôm cô, nhưng cô lại lùi lại một bước. Người cô dính đầy cát, trên đầu còn dính keo và kẹo cao su. Bẩn lắm, anh đừng tới đây. Nhạc Đình không nghe lời cô, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không bẩn. Lúc ông chủ tiệm cắt tóc nhìn thấy cô thì trong mắt ông ta hiện ra vẻ ghét bỏ và buồn nôn. Nhưng vì làm ăn mà, ông ta không nói gì hết, chỉ bảo là vừa cắt vừa gội thì giá sẽ cao hơn. Nhạc Đình cau mày, không nói gì, sau đó quay người dẫn cô đi sang một tiệm khác. Nhạc Đình không để ông chủ làm mà đích thân gội đầu cho cô. Gội xong sạch sẽ thì lại nhờ ông chủ cắt tóc. Tóc cô đột nhiên ngắn đi rất nhiều. Cô nhìn mình trong gương và hơi hốt hoảng. Nhạc Đình xoa đầu cô, ánh mắt nghiêm túc. Khương Thư Ly, anh về rồi đây. Sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu. Cô cố gắng cong khóe miệng lên, nhưng nước mắt không khỏi rơi xuống. Khương Thư Ly không ngờ được là Nhạc Đình sẽ thôi học, lại còn đến thương lượng với trường cấp 3 của cô, kiếm một chỗ ngồi trong lớp cô nữa. Nhạc Đình lại một lần nữa trở thành bạn cùng bàn của cô. Ba của Nhạc Đình ở đâu đó nghe tin anh bỏ học đại học, quay lại cấp 3, nên tới làm ầm ĩ. Nghe nói Nhạc Đình và ba gây gổ, động tay động chân một trận, cắt đứt quan hệ cha con. Cuối cùng thì ba Khương cũng đi công tác về rồi. Nửa đêm cô bị khát nước nên tỉnh giấc, định ra ngoài uống nước thì trong phòng khách có tiếng động. Khương Thư Ly đẩy cửa ra, ba Khương và Nhạc Đình đang uống rượu trong phòng khách. Ba Khương nói, chăm sóc Thư Ly không phải là trách nhiệm của cháu. Mẹ nó và chú sẽ không bỏ qua những uất ức mà nó phải chịu ở trường đâu. Đám người đó nhất định sẽ phải trả giá. Cháu và ba rơi vào bế tắc như vậy, sau này e là lúc cần mà liên lạc lại với ông ấy để kiếm mối quan hệ thì sẽ khó khăn lắm đấy. Nhạc Đình, cháu suy nghĩ cho kỹ đi. Thân là ba của Thư Ly, chú nhìn thấy cháu quan tâm chăm sóc nó như vậy thì rất vui. Nhưng bao nhiêu năm qua chú cũng coi như cháu là con ruột của mình vậy. Tương lai của cháu cũng rất là quan trọng. Nhạc Đình đáp, chú ơi, không cần bàn thêm nữa đâu ạ. Cháu biết rất rõ cháu muốn gì. Thư Ly được tốt đẹp quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Khương Thư Ly nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào vòng tay. Sau đêm đó cô càng quyết tâm phải khá hơn trước và được nhận vào trường đại học của Nhạc Đình. Cô phải chăm chỉ hơn, trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì những người yêu thương cô đang chờ đợi cô không thể làm họ thất vọng được. Khương Thư Ly phối hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ, buổi sáng cùng Nhạc Đình chạy bộ, dần dần, cuối cùng tình trạng của cô cũng cải thiện được một chút. Thứ hai cô đi học trở lại, cô nàng hoa khôi của lớp mà hay bắt nạt cô đã cắt tóc ngắn rồi. Bình thường thích làm đẹp lắm, đi học còn lén trang điểm, này lại đội mũ. Trong giờ giải lao của tiết thể dục, có người va vào cô ta nên chiếc mũ trên đầu cô ta rơi xuống. Ánh mắt từ mọi người bên cạnh khiến cho cô ta hoàn toàn suy sụp. Tóc bị cắt rất ngắn, có chỗ còn dính từng mảng với nhau, da đầu chỗ xanh chỗ tím. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Lúc cô ta đi ngang qua cô, trong mắt cô ấy hiện lên sự hận thù. Khương Thư Ly, cậu sẽ phải gặp quả báo thôi. Khương Thư Ly bật cười. Cậu thế này không phải là quả báo của những việc cậu đã làm trước đây à? Toàn thân cô ta run rẩy, cuối cùng đến phòng giáo vụ để làm thủ tục thôi học. Sau đó, những kẻ bắt nạt cô, từng người một, bắt đầu gặp xui xẻo. Bệnh tình của cô ngày càng thuyên giảm. Sau khi ngừng thuốc và tập thể dục hàng ngày, cân nặng của cô cũng giảm theo từng ngày. Hồ sơ sinh viên của Nhạc Đình vẫn còn ở trường đại học. Kinh nghiệm truyền kỳ của anh vẫn còn vang dội. Đôi lúc giáo viên sẽ nhờ anh giảng bài cho bọn họ. Có một buổi chiều, Nhạc Đình nói là bận chút việc nên không đến trường học. Anh bảo cô là tan học thì chờ anh. Tan học rồi, chờ chán quá nên cô băng qua đường đối diện để mua bánh gạo chiên ăn. Định mua xong cô sẽ quay lại trường đợi anh. Nhưng trong lúc chờ bánh gạo thì cô nhìn vào con hẻm bên trong. Chỉ nhìn một cái thôi mà đồng tử của cô co rút dữ dội, như bị kim đâm. Vương Kỳ chính là nam sinh đầu tiên bắt nạt cô. Nghe nói cậu ta có một người anh giang hồ, nên tắc oai tắc quái trong lớp, không ai dám động vào cậu ta. Vương Kỳ khập khiễng đi về phía góc đường, nhưng chưa kịp bước được hai bước thì đã ngã xuống. Một cánh tay duỗi ra từ phía sau cậu ta, rồi kéo chân cậu ta lại. Khương Thư Ly vô cùng kinh hãi, người đứng sau Vương Kỳ cuối cùng cũng lộ diện. Dù anh ta đội mũ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chiếc cằm, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Nhạc Đình. Đó là một Nhạc Đình mà cô chưa từng thấy. Anh đội một chiếc mũ màu đen, toàn thân đầy địch ý. Anh nhìn Vương Kỳ như một con chó. Khương Thư Ly vội quay đi, sợ Nhạc Đình nhìn thấy cô. Cô không ăn bánh gạo nữa, chạy ngược ra cổng trường, tim vẫn đập thình thịch. Đi nào, Khương Thư Ly, về nhà thôi. Nhạc Đình đột nhiên xuất hiện. Anh không đội mũ, khuôn mặt đẹp trai hoàn toàn phơi dưới ánh nắng, không nhìn ra một chút vẻ lạnh lùng nào của vừa nãy. Khương Thư Ly ngây người mà trả lời. Vâng. Ai cũng đều có nhiều mặt khác nhau, ai cũng đều có những bí mật. Nhưng dù Nhạc Đình có ra sao thì cô biết, tấm lòng mà anh dành cho cô sẽ không bao giờ thay đổi. Không lâu sau cô mới biết tin Vương Kỳ cũng thôi học. Anh trai giang hồ của cậu ta cũng vào tù. Người ta kể là trước khi vào tù còn bị đánh cho gãy chân. Kể từ đó, sóng gió năm lớp 11 của cô cũng đã qua. Năm lớp 12, bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn. Cô giảm về lại cân nặng như trước. Nhờ sự kèm cặp riêng của Nhạc Đình nên điểm số của cô ngày càng được nâng cao. Học kỳ 2 của lớp 12, Nhạc Đình cuối cùng cũng nghe theo lời thuyết phục của cô và quay lại học tiếp đại học. Nhưng vì sự việc lần trước nên mẹ vẫn đưa đón cô đi học. Họ đã giúp cô xóa bỏ mọi trở ngại. Cô chỉ cần cống hiến hết mình cho việc học thôi. Chắc là bình thường cô luyện đề cũng nhiều, đề mà Nhạc Đình đưa ra ép cô làm còn khó hơn, nên cô thi đại học rất thoải mái. Hôm có kết quả, cô nóng lòng nhắn tin cho Nhạc Đình để chia sẻ tin vui. Nhạc Đình đang khởi nghiệp, gần đây rất bận nên cô không gọi điện thoại. Khi tỉnh dậy thì trên bàn đầu giường có một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì thấy là một chiếc vòng cổ. Khương Thư Ly chụp lấy chiếc vòng cổ chạy ra ngoài. Mẹ, Nhạc Đình về rồi đúng không? Mẹ Khương ngáp một tiếng rồi đáp. Ừ. Anh ấy đâu rồi ạ? Mẹ Khương định thần lại. Hả? Mẹ không biết. Không phải là đêm qua nó về rồi à? Đêm qua mẹ thức xem phim, nghe tiếng mở cửa thì tưởng là trộm nên cầm chổi chạy ra ngoài lại phát hiện ra đấy là Nhạc Đình về. Khương Thư Ly đang định về phòng lấy điện thoại gọi cho Nhạc Đình thì phát hiện dưới hộp vòng cổ có một tờ giấy nhắn. Khương Thư Ly, anh ở đại học C chờ em. Nhạc Đình thực sự rất bận. Đêm qua anh tranh thủ thời gian về nhà một chuyến. Sáng nay anh còn có việc khác phải làm. Điểm số của cô đạt như mong muốn, thi đậu vào đại học C cùng trường với Nhạc Đình. Nhưng khi cô vào trường thì Nhạc Đình lại không còn dành nhiều thời gian ở trường nữa. Nhạc Đình thuê một căn nhà gần trường. Cô có chìa khóa nhà anh nên thỉnh thoảng đến tìm anh. Có hôm ký túc xá bị cúp điện nước. Mọi người trong ký túc của cô toàn là người bản địa nên về nhà hết cả. Cô chỉ đánh qua nhà Nhạc Đình. Anh không có nhà. Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở nhà anh. Lúc cô đi tắm thì vô tình làm rơi đồ ngủ xuống sàn nên bị ướt. Cô cuốn khăn tắm vào người rồi đến tủ quần áo của Nhạc Đình tìm áo sơ mi. Nhạc Đình rất cao, áo của anh cô mặc thành váy luôn. Khương Thư Ly, sao em lại mặc áo của anh? Giọng anh đột nhiên vang lên, tay cô run lên làm rơi luôn bộ đồ ngủ đang định phơi khô xuống đất. Em... Cuối cùng Nhạc Đình tìm cho cô một bộ đồ ngủ mới tinh của anh và bảo cô thay. Bộ quần áo này cô mặc rộng thùng thình. Nhạc Đình ngồi xổm xuống, xắn ống quần lên cho cô. Thế này trông ổn hơn nhiều rồi đấy, Nhạc Đình nói. Nhạc Đình đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Không phải là không cho em mặc, nhưng lỡ nếu anh không ở đây, em gặp phải kẻ xấu thì sao? Khương Thư Ly hơi bất ngờ. Thế bây giờ anh không có ở đây à? Đột nhiên Nhạc Đình cười lớn. Khương Thư Ly, có bao giờ em nghĩ là nếu anh ở đây thì anh sẽ dễ biến thành người xấu đó không? Trong đôi mắt của Nhạc Đình ánh lên ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt cô. Anh đến gần cô quá, đến nỗi tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Khi anh lại gần thì cô vô thức nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. Anh vừa cười một cái là bao sự ngượng ngùng trước đây của cô bị cuốn trôi sạch. Cô trực tiếp ôm lấy mặt anh rồi hôn anh luôn. Nổ bùm một tiếng. Lần này cô hôn Nhạc Đình một cách cực kỳ thân mật luôn. Nhạc Đình sờ lên môi mất một hồi lâu, vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Khương Thư Ly lê dép lẹt kẹt về phía phòng, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì Nhạc Đình đã kéo cô lại, ôm lấy cô. Nhạc Đình. Giây tiếp theo, cô thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Sau đó những nụ hôn ấm áp của anh bắt đầu rơi xuống. Ngày hôm sau tỉnh dậy, có thể nói cả đêm cô không ngủ được mấy. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay và mỉm cười ngây ngốc. Đây là cặp nhẫn đôi Nhạc Đình tặng cô ngày hôm qua. Không phải trước tiên anh nên hỏi em là có muốn làm bạn gái anh không à? Trong lòng anh từ lâu em đã là bạn gái của anh rồi. Anh biết em thích anh. Khương Thư Ly che khuôn mặt đỏ bừng của mình, lăn qua lăn lại trên giường. Lễ quốc khánh của năm thứ hai đại học, Nhạc Đình và cô về ở căn nhà cũ của nhà họ Nhạc. Ông nội Nhạc lâm bệnh nặng, ông nói là muốn gặp bạn gái của Nhạc Đình. Nhà cũ của nhà họ Nhạc ở thành phố B, nơi có những cây cầu nho nhỏ, những mái ngói xanh và bức tường màu trắng. Người lớn trong nhà họ Nhạc rất tốt bụng, ngoại trừ mẹ kế của Nhạc Đình. Mẹ kế của Nhạc Đình đã sớm mang theo con trai mình đến đây rồi. Nghe nói bà ta muốn đưa tên con trai vào hộ khẩu của nhà họ Nhạc. Mấy năm qua, người lớn trong nhà họ Nhạc vẫn luôn không đồng ý. Bạn cùng phòng của cô biết cô đi xa, nên đã nhờ cô mang về một ít đặc sản địa phương. Khi không có việc gì làm thì cô lại kéo Nhạc Đình ra ngoài đi dạo. Đi mua sắm lâu quá, xách túi lớn túi nhỏ, eo cô mỏi nhừ. Khương Thư Ly đang định đặt đồ xuống rồi về phòng nghỉ ngơi. Phòng của cô ở cạnh phòng của Nhạc Đình. Nhưng vừa lên lầu thì cô thấy cửa phòng mình đang mở. Khương Thư Ly nhìn Nhạc Đình, anh nói. Chắc là dì giúp việc lên dọn dẹp đấy. Nhưng vừa bước vào đã có tiếng trẻ con ồn ào. Thái dương của cô đau nhói. Em trai cùng cha khác mẹ của Nhạc Đình, Phùng Thần, đang mang giày nhảy lên giường cô. Túi đồ trang điểm trên bàn cũng bị mở ra. Đồ đạc vương vãi khắp sàn. Thằng nhóc nhặt lên và bẻ thành nhiều mảnh. Từng ô vuông nhỏ trong bảng phấn mắt đều bị nghiền thành bột rồi vương vãi khắp nơi. Thậm chí thằng nhóc còn dùng vài thỏi son để làm bút chì màu vẽ lên tường nữa. Lông mày Nhạc Đình cũng bắt đầu nhăn lại. Nhìn thấy cô và Nhạc Đình đã trở về, Phùng Thần không nhảy lên giường nữa mà quay lại nhìn hai người bọn họ. Nhạc Đình tiến lên, nắm lấy cổ áo Phùng Thần kéo xuống. Phùng Thần chợt ngã xuống. Nhìn thấy Nhạc Đình như vậy thì đương nhiên có chút sợ hãi. Nhạc Đình, cậu làm gì đấy hả? Mẹ kế của Nhạc Đình, Phùng Uyển xuất hiện. Nhìn thấy chỗ dựa của mình đã xuất hiện, Phùng Thần cười toe toét rồi bắt đầu gào lên khóc. Nhạc Đình, đây là nhà cũ của nhà họ Nhạc. Sao cậu có thể ra tay nhẫn tâm với em trai của mình như vậy chứ? Hai đứa là anh em cùng chung huyết thống cơ mà. Vốn dĩ Phùng Uyển đưa Phùng Thần về nhà lần này là muốn ông nội gật đầu đồng ý đổi họ cho Phùng Thần từ họ Phùng sang họ Nhạc. Bây giờ bà ta cho rằng mình đã bắt được lỗi của Nhạc Đình rồi, thậm chí còn lớn tiếng, cố gắng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Gương mặt của Nhạc Đình không có biểu cảm gì, hất tay Phùng Thần ra, nhưng nụ cười giễu cợt trên khóe miệng càng ngày càng rõ ràng, giọng nói u ám đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Đứa con hoang này mà cũng xứng à? Nhạc Đình, ăn nó cho sạch sẽ. Đúng như Phùng Uyển mong muốn, trên lầu ồn ào quá nên đã làm kinh động đến tầng dưới. Ba của anh nhìn cô và Nhạc Đình. Nhạc Đình đặt một tay lên eo cô, kéo cô đến gần anh, chặn lại ánh mắt mà ba Nhạc Đình đang nhìn cô. Phùng Uyển ra hiệu cho Phùng Thần ôm lấy Nhạc Giang mà khóc. Khương Thư Ly lén nhìn Nhạc Đình, trong lòng có một chút buồn bực, chủ động nắm lấy tay anh, sau đó nói với Nhạc Giang. Là Phùng Thần làm vỡ mỹ phẩm của cháu trước, Nhạc Đình chỉ ngăn nó lại thôi ạ. Nhạc Giang còn chưa kịp mở miệng, Phùng Uyển đã nói. Chỉ là mỹ phẩm rẻ tiền thôi mà. Tiểu Khương, cháu cũng thật là, sao không kéo Nhạc Đình ra chứ? Nếu vừa rồi gì mà không xuất hiện thì trong bộ dáng của Nhạc Đình nóng nảy như thế kia kìa, lại còn động tay động chân với em trai mình nữa. Hai người họ là anh em, nếu vì mỹ phẩm của cháu mà trở mặt thì không hay đâu. Đúng không cháu? Dù sao thì sau này cháu cũng vào nhà họ Nhạc mà. Trước đó không phải thời sự có đưa tin đấy sao? Dùng mỹ phẩm kém chất lượng sẽ hỏng mặt đấy. Có lẽ lần này Tiểu Thần đã giúp cháu rồi đấy. Đừng lo nhé, sau này để dì mua cho cháu mấy bộ mỹ phẩm quốc tế, hàng ngoại mà. Cháu không biết dùng cũng không sao, dì sẽ dạy cháu. Khương Thư Ly tức mà không nói nên lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mới có thế này mà cô đã không thể chịu đựng nổi rồi. Mấy năm qua Nhạc Đình làm thế nào mà có thể sống qua vậy? Nhạc Giang cũng đồng ý. Lát nữa tặng cho Tiểu Khương một bộ mỹ phẩm. Nhạc Đình à, dù sao nó cũng là em trai con. Hai đứa làm anh trai chị dâu thì cũng nên bao dung một chút đi. Dì ở bên cạnh cũng khuyên cô, bỏ đi, đừng chấp trẻ con làm gì. Nhạc Đình im lặng một lúc, nắm lấy tay cô. Được lắm, mấy người độ lượng, mấy người nói thế nào thì là như thế. Lúc đó cô không biết ý của Nhạc Đình là gì. Kết quả đêm hôm đó, toàn bộ đồ chơi của Phùng Thần đều bị đập nát. Khương Thư Ly vui mừng khôn xiết, hỏi Nhạc Đình. Là anh làm thật sao? Nhạc Đình nhướng mày. Có vấn đề gì à? Khương Thư Ly đi tới ôm lấy eo anh. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhạc Đình nhà chúng ta cũng là một em bé mà. Khương Thư Ly nhìn thấy dái tai trắng ngần của Nhạc Đình đột nhiên nhuộm màu hồng. Cô còn tưởng là sẽ nghe thấy tiếng trẻ con la hét chói tai, nhưng không ngờ ngôi nhà lại bình yên đến thế. Hóa ra Phùng Thần, Phùng Uyển và cả Nhạc Giang đều bị ông nội Nhạc đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Bên nhà cũ của nhà họ Nhạc đền cho cô. Nhạc Đình khôi phục lại y nguyên bấy nhiêu hộp mỹ phẩm trong túi đồ của cô. Anh nhất quyết không mua mấy nhãn hiệu lớn, mà mày mò ngồi tìm từng món đồ của cô trên mạng rồi đặt về cho cô. Cô cảm động lắm. Nhạc Đình thực sự rất tinh tế. Người ở nhà cũ của nhà họ Nhạc sau sự việc này lại càng thân thiết với cô hơn. Bệnh tình của ông nội Nhạc càng ngày càng tệ. Ông đã bí mật hỏi cô có thể đính hôn với Nhạc Đình sớm hơn một chút được không. Tất nhiên là cô đồng ý. Nhưng ai mà biết được, cái sớm hơn một chút đó là đính hôn ngay lễ quốc khánh luôn cơ chứ. Nhà họ Nhạc cử chuyên cơ đến đón ba mẹ Khương. Mặt ba Khương xám ngoét. Không ngờ bà nội Nhạc lại là giáo viên của ba Khương. Ba Khương nhìn thấy bà nội Nhạc đang thẳng lưng ngồi ở đó thì cứ như được quay lại ngược thời tiểu học. Tuy việc đính hôn được tổ chức vội vàng, nhưng lại không hề làm cho có lệ. Khương Thư Ly chẳng cần phải bận tâm gì cả. Nhạc Đình lo từ A đến Z luôn. Lúc mặc chiếc váy đính hôn màu đỏ, thần trí của cô vẫn còn đang lâng lâng. Khương Thư Ly thầm mỉm cười với Nhạc Đình. Nhạc Đình, chúng ta thực sự đã đính hôn rồi. Nhạc Đình cụp mắt xuống ngắm nhìn cô. Anh mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Anh cúi đầu, khom người lại gần và hôn nhẹ lên trán cô. Ngoại trừ hôm đính hôn, những ngày sau đó cô thấy cô và Nhạc Đình cũng chả khác gì nhiều. Thay đổi duy nhất là Nhạc Đình toàn nhân lúc cô không chú ý mà hôn trộm cô thôi. Khương Thư Ly học 3 năm đại học. Nhạc Đình học nghiên cứu sinh ở trường hai người bọn họ. Anh cũng không bận lắm. Nhạc Đình mua lại căn nhà mà anh thuê. Nó trở thành tổ ấm tạm thời của hai người bọn họ. Một ngày nọ, bạn cùng phòng của cô ở xa không về kịp, nên nhờ cô đi học hộ cô ấy mấy môn tự chọn. Cô ấy nói là giáo viên môn tự chọn dễ tính lắm, không hay gọi tên đâu, không thích gọi sinh viên lên trả lời câu hỏi. Nhưng cô vừa đến thì bắt gặp Nhạc Đình đang đứng trên bục giảng với ánh mắt hình viên đạn. Sao giáo viên đứng lớp lại biến thành Nhạc Đình thế này? Khương Thư Ly đấu tranh tâm lý mất cả tiết học, còn mấy bạn nữ trong lớp thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Sau giờ học, bọn họ vây quanh Nhạc Đình. Đàn anh đã có bạn gái chưa ạ? Tôi không có bạn gái. Khương Thư Ly từ hàng ghế sau ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc Đình với ánh mắt khó tin. Sau đó cô nghe anh nói, nhưng mà tôi có vợ sắp cưới rồi. Đến lúc đó sẽ mời mọi người ăn kẹo cưới. Lớp reo hò ầm ĩ cả lên. Khương Thư Ly chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng. Giáo viên môn tự chọn của bạn cùng phòng cô gần đây đang nằm viện. Trùng hợp thầy ấy lại là giáo viên hướng dẫn của Nhạc Đình, nên thầy ấy đã mời Nhạc Đình đến đứng lớp để dạy thay. Sắp hết học kỳ rồi. Bạn cùng phòng của cô biết cô bị Nhạc Đình bắt, nên đã đến gặp Nhạc Đình để nhận lỗi. Không ngờ lúc cô ấy đến thì cô lại đang ở trong phòng làm việc của Nhạc Đình. Không biết tại sao mà cô hoảng quá, nên chui thẳng xuống gầm bàn làm việc của Nhạc Đình. Bạn cùng phòng nhận lỗi với Nhạc Đình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhạc Đình đang nói chuyện với bạn cùng phòng của cô thì đột nhiên thò tay xuống gầm bàn, xoa đầu cô. Nhận lỗi à? Gọi vợ thầy đến đây. Sau khi bạn cùng phòng rời đi thì Nhạc Đình mới kéo cô dậy, rồi mỉm cười với cô. Nhạc Đình, anh trở nên xấu xa rồi. Em có bao giờ nghĩ đây mới là bản chất thật của anh chưa? Lúc bước ra khỏi trường thì trời đã muộn. Cái nắng chiều xiên xọ còn sót lại từng chút một lắng xuống. Những ánh đèn bên đường nối tiếp nhau sáng lên, giống như những con đom đóm mà thần linh đã gieo xuống nhân gian. Nhạc Đình nắm tay cô đi về nhà. Đi ngang qua một trường cấp 2, chuông vào lớp vang lên. Cô quay đầu lại mỉm cười nhìn Nhạc Đình. Nhạc Đình, hình như chỉ một mình anh thôi là chiếm hết cả thanh xuân của em rồi đấy. Anh siết chặt tay cô và nói, là niềm vinh hạnh của anh. Bóng của hai người bọn họ bị ánh đèn đường chiếu hắt xuống trải dài trên mặt đất, rất dài. Cô biết trong những năm tháng sau này, chàng trai cô thích thời niên thiếu sẽ luôn ở đây. Anh sẽ cùng cô đi qua năm rộng tháng dài, cho đến khi bạc đầu. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình Thanh Mai Trúc Mã hài hước cảm động đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.